Còn quý vị em liền ba trăm phần ba nhớ cuối tay nè quý vị ơi. Bay gì đa nắp gì đây nắp gì đây nắp gì đa nắp gì đây nắp gì đây nắp gì đây nắp gì đây. Yeah, yeah, trên này chạy nhanh lên xuống gì đa nắp gì đây nắp gì đây nắp gì đa nắp gì đây cuối đầu tình. Rồi cho còn ai nữa không ạ? Rồi chị gái là sân khấu ha. Dạ rồi, em sẽ dọn cho chị. Rồi dòng loại 2457. 2457 được giữ lại. Số 3. Số 3 có 1. 19. 19 có 2. 34. 34 có 3. Và 56. Hợp lệ. Rồi xin chúc mừng chị gái 4 con hàng ngang bên trên. Hương quả tặng chị gái 1 con gấu ha. Chị vào bên trong nhận cho Hùng Cường 1 phần quà. Rồi tiếp theo đang phục vụ cho quý vị 20.000 đồng quý vị ơi. Ngay từ bây giờ ai chưa mua vé thì giơ tay dùm cho Hùng Cường thấy quý vị nha. Và quý vị nhớ là đến cuối chương trình quý vị nha, chúng ta còn một cảnh cuối đặc biệt trong buổi tối đêm nay với vở Đêm Kinh Hoàng. Cho nên là quý vị hãy nhớ đến cuối chương trình chúng ta hãy đi về quý vị. Và một lần nữa thì những tờ lá vé quý vị dành cho chúng, quý vị lật ra mặt sau dùm cho Hùng Cường ghi họ tên và số điện thoại. Bỏ vào thư kênh đây để cuối giờ bốc thăm ra hai vị chủ nhân nha quý vị. Và cái quý vị vào đêm thứ ba, thứ tư, năm sau, bảy, chủ nhật tuần sau. Dạ, tuần sau tụi em bắt đầu diễn từ thứ ba nha quý vị. Dạ, thứ ba và thứ tư là hai ngày rất là quan trọng của sân khấu, đó là ngày dỗ tổ sân khấu. Thì trước cái giờ diễn cũng như là cúng lễ, tụi em có khoảng 200 phần và 200 phần ăn dành cho quý vị khán giả. Thì cái đêm thứ ba là mình sẽ ăn chay. Dạ, còn cái đêm thứ tư là mình sẽ ăn mặn đó anh ạ. Dạ, vì hôm đó thì sân khấu sẽ được trang hoàng rất là đẹp quý vị. Và rất mong tất cả mọi người hôm đó sẽ đến thật là đông, thật là vui để mà cùng ăn tết chung với tụi em nha mọi người. Dạ. À, nói đi anh. Rồi và đêm thứ năm cũng là đặc biệt lắm. Đêm thứ năm cũng là một đêm mà tụi em tri ân đến quý vị. Đó là tụi em sẽ chia lọc cho tất cả quý vị khán giả để chúng ta có một cái lọc. Sao chị Sang? Sang quá gì vậy? Sang nói gì vậy? Cô gái quê. Cô gái quê. À chị sao ạ? Và quý vị nhớ cho quý vị nha, tuần sau tụi em sẽ diễn xuống thứ sáu sẽ là tiếp tục chủ đề live music quý vị. Thứ bảy sẽ là chủ đề rước đèn tháng 8 với những em nhỏ chúng ta đến đây được tặng nhà lồng đèn và tặng bánh trung thu nè. Và chủ nhật sẽ là đêm chấn động của Sài Gòn Tân Thời với đêm chung kết gương mặt thân quen với tất cả những nghệ sĩ khách mời như là nghệ sĩ Đại Nghĩa. Dạ rồi. Và nghệ sĩ Trác Thí Miêu. Dạ rồi. Nghệ sĩ Hải Triều. Dạ rồi. Hương Quả. Trời ơi, dữ vậy nè. Ủa là em MC phải không? Trời ơi, tôi đâu có biết đâu. Hình xui, tôi không biết được. Bữa đó tôi sao đâu. Rồi, cái quý vị ngay từ bây giờ mọi người đã ủng hộ hết rồi. Tụi mình tất cả quý vị. Chị Mơ. Rồi, chị Mơ vô đi chị Mơ. Rồi, mời tất cả quý vị. Dạ. Tình mới. Tình mới đó. Chị Mơ tóc dài dễ thương nha. Hướng mấy giờ khẩu giờ số quý vị ơi. Hey. Yo. Cho để bạn vô đây, kêu đi để bạn.
này là đây, kiếm sao là đâu, kiếm này về đây, ta không thương mà hẹn kiếm sao, kiếm sao có còn gặp lại nhau giống như bây giờ hay sao? Bốn mươi hai số đầu tiên. Mấy chị này hương con thao thức bao đêm trường. Còn đây em dân này vui xin biết bao, thương con vì sớm bao tháng ngày làm người dân heo cứ còn tới ngày đấng hồn. Bốn chục quyền, 40
con một người, con bốc chụp con một người xuống. Ý đa cái mấy, ý đa mấy, ý đa mấy, ý đa cái mấy, ý đi mấy, ý đa mấy, ý đa. Anh chẳng có lòng xin mà bằng bà. Ai đi châu đông nhớ kia qua chí bà. Vì đừng biết nhớ thương em Hà đi. Chưa chân cầm bước thân áo bà bay chịu hình ẩm. Tốt tốt người chẳng ai đôi cầu. Người em chờ mới tâm châu. Có tư sinh tới giờ nên nếu có gì vì đất miền Tây. Tối sao là 58 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